Chương trình ngày mới kính chào quý vị. Chúc quý vị có một ngày nhiều niềm vui và sự hứng khởi. Thưa quý vị, hai năm trước ngành dầu khí trượt dốc khiến hơn 100 dự án nhà máy cơ khí phục vụ cho ngành này trên địa bàn tỉnh cũng rơi vào thế khó. Để vượt qua khó khăn, một số doanh nghiệp đã tìm hướng đi khác. Vấn đề này sẽ được chuyển tải trong gõ cửa ngày mới hôm nay. Câu chuyện ai thế nào vì sao? Mời quý vị làm quen với Lê Hoàng Yến, người được mệnh danh là cô gái vàng của Taekwondo huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ. Lê Hoàng Yến hiện là một huấn luyện viên Taekwondo giàu tiềm năng, đã và đang đào tạo những vận động viên xuất sắc cho Taekwondo thị xã Phú Mỹ. Chớ người quá quy định không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho chính người tham gia. Tại sao lại như vậy? Đáp án sẽ có trong phần chia sẻ ngày mới hôm nay. Còn bây giờ, chương trình ngày mới sẽ bắt đầu với những thông tin được ghi nhận trong 24 giờ qua. Hơn 50.000 người ở Việt Nam có thể nhiễm HIV mà chưa biết. Đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số quốc gia. Huyện Côn Đảo báo cáo tình hình thực hiện kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2018. Nhiều trung tâm văn hóa học tập cộng đồng ở thành phố Bà Rịa phát huy hiệu quả. Vòng quay 24 giờ hôm nay sẽ mở đầu với những thông tin đáng chú ý trong nước. Chúng ta cùng theo dõi. Bộ Y tế vừa tổ chức hội thảo về cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến phòng chống tác hại của rượu bia và khuyến nghị các tổ chức phi chính phủ đối với dự án luật phòng chống tác hại rượu bia. Tại hội thảo, đại diện các tổ chức phi chính phủ khẳng định việc ban hành luật phòng chống tác hại của rượu bia trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam là vô cùng cấp thiết, bởi sử dụng rượu bia đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, kinh tế và xã hội. Các chuyên gia y tế thế giới cũng cảnh báo về mức độ tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam đang ở mức rất cao, nên Việt Nam cần sớm đưa luật này vào thực tiễn nhằm góp phần bảo vệ bền vững sức khỏe quốc gia. Theo số liệu của Bộ Y tế, một nam giới Việt Nam đang tiêu thụ 27,4 lít cồn nguyên chất một năm, xếp thứ hai ở khu vực Đông Nam Á. Ước tính Việt Nam có khoảng 250.000 người nhiễm HIV còn sống, trong đó có khoảng hơn 50.000 người có thể nhiễm HIV mà chưa biết tình trạng nhiễm HIV của mình. Mặc dù cam kết thực hiện từ năm 2014, song các mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus hiện đạt được còn thấp. Trong khi đó, mốc thời gian kết thúc dịch AIDS vào năm 2030 đang đến gần. Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị nâng cao nhận thức yếu tố quyết định đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số quốc gia. Thời gian qua, các cuộc tấn công mạng ngày càng diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng mạnh cả về quy mô và tính chất phức tạp. Cục An toàn Thông tin đã ghi nhận nhiều cuộc tấn công mạng trực tiếp nhằm vào người dùng như tình trạng lừa đảo thẻ cào, lừa đảo chiếm đoạt tài sản mạng xã hội, mã hóa dữ liệu người dùng. Đặc biệt xuất hiện nhiều nhóm tội phạm trong nước sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tiền của cá nhân, tổ chức. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số quốc gia, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của nhà nước, sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp và cá nhân nhằm đảm bảo an toàn thông tin. Theo thông tin từ hội thảo Du lịch với tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam của Tổng cục Du lịch, Việt Nam là một trong những nước có tốc độ phát triển du lịch giàu loại cao nhất khu vực và thế giới. Riêng năm 2017, du lịch đã đóng góp khoảng 7,9% vào GDP của Việt Nam, trực tiếp tạo ra gần 2,5 triệu việc làm cho người lao động. Ở hầu hết các tỉnh, thành phố, du lịch là ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và cũng có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, du lịch Việt Nam đang gặp nhiều thách thức trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh quốc tế hiện nay. Vì vậy, các đại biểu khẳng định sự phát triển của du lịch phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm chính trị của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành liên quan, sự năng động của doanh nghiệp kinh doanh du lịch và đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng dân cư. Tiếp tục vòng quay 24 giờ là những thông tin liên quan đến các tờ trình sẽ được trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6. Theo dự thảo tờ trình danh mục dự án có thu hồi đất năm 2019 do Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thì tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện 461 dự án là trên 3.788 ha, trong đó dự án chuyển tiếp từ năm 2018 là 355 dự án với 2.668 ha, dự án đăng ký mới là 106 dự án có diện tích 1.120 ha.
Sở Tài nguyên Môi trường cho biết diện tích đất chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện 80 dự án năm 2019 là 314 hectare. Sau khi nghe Sở Tài nguyên Môi trường báo cáo và nghe ý kiến đóng góp của các sở ngành địa phương, ông Lê Tuấn Quốc đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục lấy ý kiến của các sở ngành để hoàn thiện tờ trình trước khi Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua trong kỳ họp sắp tới. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, từ ngày 16 tháng 11 năm 2017 đến ngày 15 tháng 10 năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 583 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 216 người chết, 552 người bị thương. So sánh với cùng kỳ năm 2017, số vụ giảm 85 vụ, số người chết giảm 16 người, số người bị thương giảm 203 người. Đóng góp ý kiến về kết quả 2 năm thực hiện đề án giảm thiểu tai nạn giao thông giai đoạn 2017-2021, các đại biểu đề nghị báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh phải xác định rõ nguyên nhân hạn chế trong công tác tuyên truyền, xác định những khó khăn, vướng mắc trong vấn đề phân bổ kinh phí tổ chức các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bổ sung thêm giải pháp khắc phục sửa chữa các điểm đen, các vị trí nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu Ban An toàn Giao thông tỉnh chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo báo cáo để Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp sắp tới. Từ đầu năm đến nay, các ngành các cấp của tỉnh đã tiếp gần 9.300 lượt công dân, trong đó cấp tỉnh tiếp trên 6.000 lượt người, cấp huyện tiếp trên 3.250 lượt người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến khiếu nại về đất đai. Đến nay, các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh xử lý trên 4.700 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh. Nhìn chung, tỉnh chưa khắc phục triệt để việc giải quyết khiếu nại tố cáo chậm, còn những vụ việc đã quá thời hạn theo quy định nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Trong năm 2019, tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tồn động kéo dài và 85% các vụ việc mới phát sinh đến hạn phải giải quyết. Nội dung trên đã được ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua tại tờ trình về kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 trên kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Năm 2018, dự kiến các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện Côn Đảo đều tăng từ 3,7 đến hơn 10% so với kế hoạch đề ra. Lĩnh vực tăng trưởng nhiều nhất là du lịch với hơn 10%. Dự kiến năm nay, huyện đón gần 290.000 lượt du khách, trong đó có hơn 32.000 lượt khách quốc tế. Đó là thông tin được Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo báo cáo với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Tính đến thời điểm này, các chỉ tiêu sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, doanh thu thương mại, dịch vụ của huyện Côn Đảo đã đạt và vượt kế hoạch năm 2018. Các vấn đề về văn hóa xã hội được huyện chú trọng thực hiện. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững. Chính sách xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội được huyện thực hiện đầy đủ kịp thời. Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo cho biết, trong năm 2019, huyện sẽ kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý quy hoạch đất đai xây dựng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng trung tâm hành chính Côn Đảo, hoàn thiện phương án xây dựng cảng tàu khách Côn Đảo, bổ sung nhân sự cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và cho giữ lại một phần nguồn thu trên địa bàn để đầu tư cơ sở hạ tầng. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành hỗ trợ huyện Côn Đảo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch đề ra. Đối với vấn đề nhân sự, quản lý sử dụng đất công, đề án không sử dụng túi ni lông, dự án xây cầu cảng Côn Đảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Theo báo cáo của Sở Y tế 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh không có trường hợp ngộ độc thực phẩm. Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức nhiều đoàn kiểm tra hàng hóa tại các chợ, cửa hàng, siêu thị trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra 2.544 cơ sở, các đoàn ghi nhận 2.305 cơ sở đạt tiêu chuẩn quy định. Số cơ sở vi phạm bị xử phạt với số tiền hơn 130 triệu đồng. Kiểm tra nhanh 754 mẫu thực phẩm, đoàn phát hiện 17 mẫu không đạt về tỷ lệ chất hàng the và phục mon. Để công tác an toàn thực phẩm được thực hiện tốt hơn trong những tháng còn lại của năm nay, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường giám sát, kiểm tra những sản phẩm có nguy cơ gây ngộ độc, chú trọng công tác lưu mẫu bếp ăn tập thể, thực phẩm bán tại những nơi công cộng.
Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh đề nghị các sở ngành tiếp tục xây dựng các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, nhân rộng mô hình quản lý thực phẩm theo chuỗi an toàn. Các đề xuất của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh đã được ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận tại cuộc họp bàn về tình hình triển khai thực hiện công tác an toàn thực phẩm vào sáng nay. Qua 3 ngày học tập, 155 học viên là cán bộ phụ trách công tác khoa giáo tại các sở ban ngành, huyện, thị xã, thành phố và các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018. Theo đánh giá của Trường Chính trị tỉnh, cán bộ phụ trách công tác khoa giáo tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã nắm bắt được nghiệp vụ và kỹ năng tham mưu trong lĩnh vực khoa giáo, kỹ năng tham mưu một số vấn đề xã hội, một số nghiệp vụ nâng cao hoạt động khoa giáo tại cơ sở và kỹ năng tham mưu định hướng về công tác dân số, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được truyền đạt kỹ trong đợt tập huấn bồi dưỡng công tác khoa giáo này. Qua kiểm tra, 146 trên 155 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018. Chiều qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho 6 cán bộ cao cấp và 1 cán bộ nghỉ chờ hưu. Phát biểu tại buổi trao quyết định, Đại tá Thái Văn Điền, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận những đóng góp cống hiến của các sĩ quan nghỉ hưu. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn các cán bộ nghỉ hưu khi về với đời thường, tiếp tục phát huy bản chất của người lính Cụ Hồ trong thời kỳ mới, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Thời gian qua, một số trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao, học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố Bà Rịa đã tích cực kêu gọi xã hội hóa đầu tư một số hạng mục thể thao vui chơi. Nhờ đó, hoạt động của các trung tâm đa dạng hơn, thu hút nhiều người dân đến sinh hoạt, vui chơi, luyện tập thể dục thể thao hơn. Hàng ngày, cứ vào khoảng 5 giờ sáng, khuôn viên Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa đã náo nhiệt bởi có rất đông người dân đến tập luyện thể dục thể thao. Đáng ghi nhận, nhiều thành phần lứa tuổi ở địa phương cùng có tinh thần thể thao và các môn thể thao mà họ tham gia cũng rất phong phú. Thể dục dưỡng sinh, cầu lông, đá cầu, đi bộ, gym, yoga. Trung tâm không chỉ thu hút đông người vào lúc sáng sớm mà hầu như mọi thời điểm trong ngày đều có người đến trung tâm vui chơi luyện tập thể thao. Theo thống kê sơ bộ của Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Hòa Long, mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người đến đây rèn luyện sức khỏe. Từ khi Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Hòa Long đã thành lập thì bản thân chúng tôi cũng như tất cả các anh chị em ở xã Hòa Long đều đến đây để tập luyện thể dục thể thao, trong đó có môn câu lạc bộ dưỡng sinh, rồi đá cầu, đi bộ và cầu lông. Qua thời gian tập luyện thì chúng tôi thấy rất là sức khỏe rất là tốt, tinh thần thoải mái và anh chị em rất là vui vẻ, ngày nào cũng phải đi tập luyện. Nhạy bén khéo léo trong vận dụng phương thức xã hội hóa, Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Hòa Long đã có cơ sở vật chất đáp ứng được nhu cầu thực tế. Một sân bóng 11 người, nhà thi đấu cầu lông, phòng tập gym, yoga. Và trừ những môn thể thao cần có huấn luyện viên hướng dẫn chuyên nghiệp phải mất phí, hầu hết các môn thể thao đại chúng, người dân đều được tham gia tập luyện miễn phí. Cũng bằng phương thức xã hội hóa, Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng phường Long Toàn nằm ở vị trí không mấy thuận lợi về giao thông, nhưng vẫn luôn thu hút đông đảo người dân địa phương. Mở cửa phục vụ từ 5 giờ sáng đến tối muộn, các môn thể thao bóng bàn, cờ tướng, aerobic, patin với thiết bị tập luyện hiện đại bố trí thuận lợi cho người đến tập luyện miễn phí nên cũng thu hút ngày càng nhiều người. Cũng nhờ cái việc nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm văn hóa theo cái chương trình theo cái kế hoạch 02 của Ủy ban nhân phường, trong đó có nội dung tiêu chí là nâng cao thành tích trong thi đấu và từ đó thì tham dự cái đại hội thể dục thể thao của thành phố Bà Rịa lần thứ 7 27 thì đơn vị Long Toàn tham dự 8 trên 8 môn thi đấu của đại hội và với 106 vận động viên. Kết quả thì đơn vị đạt 9 giải nhất, 8 giải nhì và 4 giải ba và xếp nhất toàn đoàn của thành phố Bà Rịa. Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường Long Tâm đi vào hoạt động từ năm 2011. Sau 2 năm trong cảnh điều hiu, ban chủ nhiệm trung tâm đã mạnh dạn kêu gọi xã hội hóa hai sân bóng nhân tạo, xây dựng câu lạc bộ bóng bàn và hỗ trợ mặt bằng để câu lạc bộ hoạt động. Chú trọng đảm bảo vệ sinh trật tự và hỗ trợ các điều kiện cần thiết để từng câu lạc bộ đi vào hoạt động, phát triển hội viên. Hiện trung tâm có thêm câu lạc bộ sống vui sống khỏe dưỡng sinh. Trung bình mỗi ngày
trung tâm thu hút hơn 600 lượt người dân trong và cả ngoài phường đến sinh hoạt, tập luyện thể dục thể thao. Thưa quý vị, là chị cả trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nên ngay từ nhỏ, Lê Hoàng Yến ở xã Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ phải tự lực bươn chải để đỡ đần cho cha mẹ. Đến khi cha đi bước nữa, gia đình chỉ có ba mẹ con đều là nữ, nên khi theo học taekwondo, Hoàng Yến chỉ suy nghĩ đơn giản, học để có sức khỏe và để bảo vệ gia đình. Nào ngờ sau một thời gian ngắn làm quen với taekwondo, môn võ này đã chinh phục cô gái trẻ. Có tổ chức học võ lại dành nhiều thời gian và tâm trí khổ luyện taekwondo. Chẳng ngạc nhiên khi Hoàng Yến đạt nhiều thành tích thi đấu xuất sắc, rồi được mệnh danh là cô gái vàng của taekwondo huyện Tân Thành trong giai đoạn 2008-2014. Còn hiện tại, Hoàng Yến đã hoàn thành xong lớp huấn luyện viên taekwondo cấp tứ đẳng quyền đai và đang đảm nhận vai trò huấn luyện viên câu lạc bộ taekwondo thị xã Phú Mỹ. Nhìn phong thái đầy mạnh mẽ, tự tin của Lê Hoàng Yến, không ai nghĩ nữ huấn luyện viên trẻ này đã trải qua một tuổi thơ cơ cực. Đối với Hoàng Yến, khoảng thời gian ấy được xem là thử thách cho bản lĩnh và ý chí của mình trong cuộc sống. Nên Yến chẳng bao giờ muốn nhắc lại mà luôn hướng câu chuyện về hiện tại, đến tương lai với nụ cười rạng ngời, cộng thêm niềm đam mê taekwondo mãnh liệt. Tinh thần ấy đã được Yến truyền đạt lại cho những thành viên câu lạc bộ taekwondo thị xã Phú Mỹ do mình làm huấn luyện viên. Cái lớp của em thì hầu như là đai đen rất là nhiều. Ở trong đây có khoảng hơn 40 em là đã là đai đen, từ một đẳng cho đến ba đẳng. Thì ở đây còn lớp phong trào thì khoảng chừng 40 đến 50 em là thường xuyên tập luyện. Dạ. Thì đây cũng là một cái sân chơi để mà cho các em trong xã Sông Xoài cũng như các xã lân cận đến đây để học tập, để mà trao dồi cái tinh thần thượng võ, cũng như là để các em có thể là tránh xa những cái tệ nạn, đặc biệt là những cái trò chơi như là game hoặc là điện thoại. Không những tạo ra sân chơi bổ ích giúp thanh thiếu niên trên địa bàn rèn luyện sức khỏe tâm trí, câu lạc bộ taekwondo thị xã Phú Mỹ nhiều năm qua còn đóng góp lớn vào thành tích thể thao của thị xã Phú Mỹ và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhất toàn đoàn môn taekwondo hội khỏe phụ đổng tỉnh 2017, giải nhì toàn đoàn môn taekwondo đại hội thể dục thể thao tỉnh năm 2017, giành một huy chương bạc, một huy chương đồng giải vô địch taekwondo cụm miền Đông Nam Bộ, 5 huy chương đồng cúp các câu lạc bộ mạnh toàn quốc. Tất cả những thành tích ấy được tạo ra bởi một vị huấn luyện viên trẻ mới chỉ tròn 25 tuổi, Lê Hoàng Yến. Huấn luyện viên Lê Hoàng Yến là một huấn luyện viên trẻ rất có tâm huyết, và nhờ có huấn luyện viên Lê Hoàng Yến thì phong trào taekwondo của thị xã Phú Mỹ thì ngày càng phát triển. Với gia đình, Lê Hoàng Yến là niềm tự hào. Yến thì nó đam mê từ nhỏ, thì gia đình cũng rất ủng hộ, mà bây giờ nó được tới thành tích tới giờ này thì rất là gia đình rất tự hào, cũng mừng. Còn với các võ sinh và nhiều bạn trẻ ở thị xã Phú Mỹ, họ vừa khâm phục vừa nể trọng huấn luyện viên của mình. Cô Yến là một cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết và rất tận tâm trong các câu lạc bộ taekwondo xã Sông Xoài. Và trong mỗi thành viên của lớp thì rất yêu quý cô. Là một huấn luyện viên taekwondo trẻ đầy triển vọng không chỉ tại Bà Rịa Vũng Tàu mà còn của quốc gia. Phía trước, Lê Hoàng Yến còn nhiều mục tiêu để chinh phục, mà trong đó mục tiêu lớn nhất là nâng tầm taekwondo thị xã Phú Mỹ, đưa taekwondo thị xã Phú Mỹ vươn tới đỉnh cao quốc gia và quốc tế. Tình hình thế giới trong 24 giờ qua có những biến động gì? Mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại trong bản tin Thế giới 360 độ. Mỹ cáo buộc Trung Quốc đánh cắp công nghệ của Micron. Mỹ, các hãng hàng không phải tuân thủ quy trình xử lý đổi cảm biến mới. Tầng ozone đang dần hồi phục. Chuột Vicky, 90 năm sống mãi với tuổi thơ. Những thông tin kinh tế và những bước đột phá trong lĩnh vực công nghệ sẽ mở đầu bản tin Thế giới 360 độ sáng nay. Thưa quý vị, liên quan đến những tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc về chương trình đánh cắp các bí mật thương mại và công nghiệp, mới đây Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc một số công ty tại Trung Quốc đánh cắp bí quyết công nghệ trị giá 8,75 tỷ đô la của tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Micron có trụ sở tại Mỹ.
Bản cáo trạng được công bố tại một tòa án quận của Mỹ ở thành phố San Jose, California. Bản cáo buộc hình sự này dành cho công ty chế tạo phi mạch Fosun Zhihu Integrated Circuits thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc và tập đoàn United Microelectronics UMC của Đài Loan, Trung Quốc, cùng ba cá nhân từng làm việc cho Micro trước khi chuyển sang làm việc cho UMC. Phản ứng về những cáo buộc này, Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ cung cấp những bằng chứng chứng minh những cáo buộc rằng Bắc Kinh đã hậu thuẫn cho các công ty tại Trung Quốc đại lục và dùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại. Cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ FAA vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tất cả các hãng hàng không tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn xử lý tình huống lỗi cảm biến trên máy bay Boeing 737 MAX do tập đoàn chế tạo máy bay Boeing mới ban hành sau vụ tai nạn ở Indonesia khiến 189 người thiệt mạng. Trước đó, Boeing đã phát bản tin đặc biệt cho các hãng hàng không, trong đó chỉ dẫn cho phi công cách xử lý tình huống khi gặp phải lỗi dữ liệu từ hệ thống cảm biến đo luồng không khí trên cánh máy bay. Boeing cho biết các nhà điều tra vụ rơi máy bay của hãng Lion Air tại Indonesia phát hiện một trong những cảm biến gốc tấn của chiếc Boeing 737 MAX đã cung cấp sai dữ liệu, khiến hệ thống máy tính trên máy bay không thể phân tích liệu mũi máy bay có quá cao so với luồng không khí hay không. Thông số cung cấp cho phân tích này rất quan trọng, bởi nếu máy tính không đánh giá được, máy bay sẽ rơi vào trạng thái chết máy và rơi tự do. Google Maps là ứng dụng chỉ đường được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới. Đáp ứng nhu cầu của người dùng, Google Maps đã đưa ra bản thử nghiệm tính năng cảnh báo đoạn đường đang có bắn tốc độ. Giao diện cảnh báo mới sẽ hiện ra ở cuối màn hình của ứng dụng Google Maps. Tại đây, người dùng có thể sẽ chia sẻ cho những người dùng sau biết rằng mình đã bị bắn tốc độ trên đoạn đường này. Hiện tại, tính năng này chỉ đang được Google thử nghiệm giới hạn với một số người dùng và từng quốc gia. Những thông tin liên quan đến lĩnh vực môi trường, chăm sóc sức khỏe sẽ tiếp nối bản tin Thế giới 360 độ sáng nay. Thưa quý vị, cơ quan quy chế hạt nhân của Nhật Bản đã cho phép nhà máy điện gần Tokyo nhất được kéo dài thời gian hoạt động của lò phản ứng tại nhà máy này thêm tối đa là 20 năm. Cơ quan quy chế hạt nhân Nhật Bản vừa nhất trí quyết định cho phép công ty năng lượng nguyên tử Nhật Bản kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy Tokai số 2 nằm cách trung tâm Tokyo 110 km về phía Bắc. Có khoảng 960.000 người sống trong bán kính 30 km từ nhà máy trên. Đây cũng là nhà máy có mật độ dân số sống trong khu vực lân cận cao nhất trong số tất cả các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản. Các quan chức cho biết nhà máy Tokai số 2 đã đáp ứng được các yêu cầu của chính phủ đặt ra sau sự cố năm 2011 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Việc đáp ứng các yêu cầu trên là một điều kiện tiên quyết để các lò phản ứng hoạt động trở lại. Nhiều khu vực ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp để giảm ô nhiễm không khí do nồng độ bụi siêu nhỏ đã vượt ngưỡng an toàn trong mấy ngày qua. Hơn 7.000 cơ quan nhà nước nằm ở khu vực Seoul và các vùng lân cận như thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc đã triển khai chế độ vận hành xe theo ngày chẵn lẻ. Bên cạnh đó, các công trường, cơ sở kinh doanh do nhà nước quản lý cũng phải thực hiện các biện pháp hạn chế phát thải bụi nhỏ hoặc giảm thời gian làm việc. Chính quyền thành phố Seoul còn cho đóng cửa hơn 450 bãi đỗ xe của các cơ quan nhà nước, đồng thời ra quyết định hạn chế lưu thông đối với các loại xe cũ chạy bằng dầu diesel và không gắn thiết bị giảm phát thải. Theo các nhà khí tượng học, tầng ozone của trái đất, vốn bảo vệ trái đất khỏi tia cực tím có hại, đang phục hồi nhờ nỗ lực giảm lượng khí thải CFC trên toàn cầu. Tổ chức khí tượng thế giới, gọi tắt là WMO, cùng các nhóm nghiên cứu khoa học khác vừa công bố báo cáo đánh giá tình trạng thủng tầng ozone dựa trên những dữ liệu quan sát từ những năm 1960 đến năm 2016. Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, tầng ozone bị thủng nhiều nhất là vào khoảng giữa những năm 1990 vì khí thải CFC từ chất làm lạnh dùng trong tủ lạnh và các nguồn khí thải khác. Báo cáo cũng cho biết từ năm 2000, trừ Bắc Cực và Nam Cực, lượng ozone đã phục hồi ở mức nhiều nhất là 3% trong một thập kỷ. Các nhà khoa học cho biết lỗ thủng ozone ở Nam Cực được dự đoán sẽ dần dần nhỏ lại và đến trước những năm 2060, toàn bộ tầng ozone sẽ phục hồi trở lại mức độ của những năm 1980.
Cơ quan An ninh Y tế Quốc gia Pháp vừa cho biết quyết định cấm tất cả sản phẩm có chứa metamstodium được đưa ra sau khi cơ quan chức năng triển khai đánh giá mức độ an toàn của các sản phẩm từ đầu năm nay. Theo đó, ít nhất 70 người, chủ yếu là nông dân gần khu vực Angers, dựa sản xuất rau diếp nổi tiếng tại Pháp, xuất hiện các triệu chứng như là đỏ mắt, đau họng và khó thở. Khi các trường hợp này được thông báo, chính phủ Pháp đã quyết định tạm ngừng sử dụng các loại thuốc trừ sâu nói trên. Mỗi năm, ngành nông nghiệp Pháp tiêu thụ khoảng 700 tấn thuốc trừ sâu chứa chất này. Khép lại bản tin là những tin tức văn hóa đáng chú ý. Thưa quý vị, gần một thế kỷ qua, Walt Disney là giấc mơ kỳ diệu của hàng triệu trẻ trên khắp thế giới. Và giấc mơ đó luôn có sự đồng hành của chú chuột Mickey. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm chuột Mickey chào đời, hãng Walt Disney đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng chưa từng có. Đó là sự kiện triển lãm tràn ngập hình ảnh chú chuột dễ thương và lém lỉnh, kéo dài từ nay tới tháng 2 năm sau tại thành phố New York, Mỹ. Theo năm tháng, hình ảnh của Mickey dần được hoàn thiện hơn, nhưng vẫn giữ được nét thân quen, gần gũi, ngộ nghĩnh và lém lỉnh của thuở ban đầu. Dù đã bước sang tuổi 90, nhưng Mickey vẫn luôn là hình ảnh tươi mới và truyền cảm hứng đối với rất nhiều thế hệ. Như một lời tri ân gửi tới những người hâm mộ, hãng Disney đã tổ chức buổi triển lãm đặc biệt này, kêu gọi sự tham gia của nhiều họa sĩ đương đại tái hiện hình ảnh Mickey kể từ khi chào đời vào những năm 30 của thế kỷ trước trong một bộ phim hoạt hình ngắn và tập trung vào những khoảnh khắc xoay quanh cuộc sống của Mickey. Không gian tương tác đem đến cho các khách tham quan cơ hội được chụp hình với người bạn tuổi thơ. Theo công bố của Billboard, người sở hữu danh hiệu phụ nữ của năm 2018 chính là Ariana Grande. Billboard cũng dành những lời tốt đẹp cho nữ nghệ sĩ này khi cô không bị tác động trước bất cứ xu thế nào của làng giải trí. Bên cạnh ca ngợi về những đóng góp của Ariana trong âm nhạc, Billboard cũng nói thêm những lý do trao giải cho nữ ca sĩ 25 tuổi vì sự cân bằng của cô trong cuộc sống cũng như những đóng góp của cô cho các hoạt động xã hội. Nam tài tử gạo cội Michael Douglas vừa được vinh danh trên đại lộ danh vọng Hollywood sau 50 năm tung hoành trong nghề. Michael Douglas năm nay đã 74 tuổi, từng được trao giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim Patriots năm 1987. Ngôi sao của Michael Douglas được đặt gần ngôi sao của cha ông, huyền thoại màn ảnh Chris Douglas, năm nay đã 101 tuổi. Nam diễn viên cho biết mình thấy vinh dự khi được vinh danh trên đại lộ danh vọng, nơi đã vinh danh 2.600 người nổi tiếng khác. Trong đêm nhạc gala vừa được tổ chức tại New York, Mỹ vừa qua, nghệ sĩ huyền thoại Anh Sir Elton John đã kêu gọi được 3,9 triệu đô la Mỹ cho quỹ vận động vì bệnh nhân S do chính ông sáng lập cách đây 26 năm. Đêm gala là một hoạt động được tổ chức thường niên nhằm gây quỹ cho các hoạt động phòng tránh điều trị căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Sự kiện còn có sự tham gia của bạn bè Elton John trong làng giải trí. Thưa quý vị, cả thế giới đang sục sôi với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khác với ba lần trước, cuộc cách mạng lần này sẽ tác động mạnh mẽ tới các ngành lĩnh vực như là sản xuất tự động hóa, giao thông, tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế, nông nghiệp. Bên cạnh đó, công nghệ 4.0 cũng giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo các sản phẩm dịch vụ, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu, giảm chi phí sản xuất, vận hành, đồng thời đáp ứng chính xác hơn nhu cầu của khách hàng. Nội dung này đang là tiêu điểm được nhiều trang báo đăng tải. Trên báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết chuyển mình trước cách mạng công nghiệp 4.0. Với xu hướng cách mạng công nghệ, Việt Nam không tách khỏi và đang có những bước chuyển mình. Tuy nhiên, cách mạng công nghệ 4.0 đầy cơ hội nhưng thách thức cũng không ít. Tư duy tiếp cận đến đổi mới căn bản về thể chế, chính sách, nhân lực, công nghệ là những việc cần được tính đến ngay từ bây giờ. Từ chính phủ, các bộ ngành đến từng doanh nghiệp, người dân không chỉ đang nói về những cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0 mà thực sự đã hành động. Điều này thấy rõ nhất ở các doanh nghiệp công nghệ lớn, tất cả đang chuyển đổi số, áp dụng nền tảng quản trị thông minh. Song song đó là quá trình lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược của quốc gia cũng đang bám sát công nghệ sản xuất mới. Tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chỉ thị số 16 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Chỉ thị nêu rõ, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa, vật lý sinh học đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Với Việt Nam, để chủ động nắm bắt cơ hội đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực
cần tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ. Tiêu điểm báo chí tiếp tục cập nhật những thông tin nổi bật khác. Báo Thanh Niên đăng tin giáo viên giỏi chạy từ trường công sang tư. Nếu trước đây khái niệm chảy máu chiến xám được dùng để chỉ việc du học sinh không trở về nước, thì nay đang khá phổ biến với hiện tượng lao động giỏi có xu hướng bỏ trường công sang trường tư ngay trong nước. Đáng nói, hiện tượng này không chỉ xảy ra với người đã nghỉ hưu mà ngay trong lực lượng lao động trẻ. Miền Tây lại vui với con cá tra, bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ. Cá tra đang được mua tại ao với giá 35-35.200 đồng một ký, người nuôi có lời 7.000-9.000 đồng một ký. Giá tăng thị trường thuận lợi, việc nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long sôi động trở lại. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo về lâu dài, cơ quan chức năng cần phải có giải pháp hạn chế những rủi ro được cho là chu kỳ phát triển của ngành hàng này. Báo Dân Trí có bài hé lộ hình ảnh sân bay Việt Nam mang dáng dấp hiện đại nhất thế giới. Sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh là sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để khai thác vào cuối năm 2018. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có tổng mức vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng, được khởi công từ đầu năm 2015. Dự kiến cuối tháng 12 năm nay sẽ đi vào hoạt động, khai thác hàng không dân dụng. Đây là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam được đầu tư theo hình thức BOT và sẽ do chính doanh nghiệp bỏ tiền đầu tư trực tiếp vận hành khai thác. Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hơn 100 dự án nhà máy cơ khí đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực, hàng hải, dầu khí, kết cấu thép, gia công sửa chữa. Trong đó các doanh nghiệp cơ khí phục vụ cho ngành dầu khí chiếm đa số. Các doanh nghiệp cơ khí này tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ, với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Trong 4 năm trở lại đây, các doanh nghiệp công nghiệp cơ khí tại Bà Rịa Vũng Tàu đã chịu nhiều tác động bất lợi từ sự suy giảm của ngành dầu khí. Trong bối cảnh đó, một số doanh nghiệp đã tìm cách thích ứng nhờ những hướng đi riêng. Là đơn vị chuyên sản xuất các thiết bị tách dầu, giàn khoan, bình bồn áp lực, hệ thống xúc rửa, cơ khí thủy lực cho ngành dầu khí, nên khi hoạt động khai thác dầu khí bị suy giảm, công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền Nam Alpha ECC thành phố Vũng Tàu đã chủ động chuyển hướng chiến lược kinh doanh. Chú trọng nâng cao tay nghề của người lao động, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước như Đức, Úc, Na Uy, một số nước Bắc Mỹ và châu Á, nên công ty nhanh chóng khắc phục được khó khăn. Hiện nay 70% sản phẩm của công ty được xuất khẩu ra nước ngoài, nên công ty đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào ngành dầu khí. Hiện nay khách hàng nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư cũng như là đặt hàng các cái sản phẩm cơ khí cũng rất nhiều. Và đó là một cái nguồn công việc rất là chủ yếu đối với Alpha CC trong cái thời điểm mà cái ngành dầu khí trong nước bị giảm sút cái công việc. Chuyên sản xuất thiết bị phục vụ cho các nhà thầu của dầu khí, nên khi ngành này thu hẹp hoạt động, công ty cổ phần Liên hiệp Mekong thành phố Vũng Tàu cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, công ty đã chuyển hướng sang sản xuất các sản phẩm xích cẩu hàng, kẹp dầm, kẹp tôn, lưới cẩu hàng, dây buộc tàu và lăng nâng hạ. Những sản phẩm này, một phần phục vụ cho ngành dầu khí, một phần phục vụ cho các công ty sản xuất vật liệu xây dựng. Nhờ đó nên công ty đã vượt qua khó khăn và hiện đang dần lấy lại đà tăng trưởng. Cạnh tranh bằng nguồn nhân lực, cạnh tranh bằng cái kỹ thuật công nghệ và cái sự quản lý tốt. Thì ai mà quản lý tốt, tối ưu hơn thì sẽ thắng thế trong cái cuộc cạnh tranh, và chúng tôi cũng ý thức rất rõ cái điều đó. Những năm gần đây, Bà Rịa Vũng Tàu đã có sự chuyển dịch cơ bản và tích cực từ công nghiệp khai thác thô sang công nghiệp chế biến, mà ngành cơ khí là một trong những ngành đóng vai trò quan trọng vào sự dịch chuyển này. Tuy nhiên, theo đánh giá của các ngành công thương, năng lực tài chính của các doanh nghiệp cơ khí chưa đủ mạnh. Các cơ sở doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh chủ yếu sản xuất theo phương thức gia công nhỏ lẻ nên giá trị gia tăng thấp. Thiết bị tự động trong các doanh nghiệp cơ khí hiện nay chỉ chiếm khoảng 35% và tính đồng bộ không cao. Đây không chỉ là thực trạng riêng của các doanh nghiệp cơ khí Bà Rịa Vũng Tàu mà còn là thực trạng chung của các doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn cả nước. Tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Với mục tiêu đến năm 2035, ngành cơ khí Việt Nam được phát triển với đa số các chuyên ngành có công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế. Để thực hiện thành công chiến lược đề ra, nhà nước sẽ áp dụng các chính sách hỗ trợ như ưu đãi về thuế,
đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên cho các dự án có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Xây dựng chuỗi sản xuất, lắp ráp sản phẩm cơ khí trong nước, đủ sức tham gia vào chuỗi sản xuất ngành cơ khí thế giới. Hiện tại, ngành công thương tỉnh đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển ngành cơ khí tỉnh dựa theo chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, chở quá số người quy định là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong luật giao thông đường bộ. Điều này thì tôi tin chắc là người tham gia giao thông ai cũng biết rồi. Nhưng biết không có nghĩa là chấp hành. Bằng chứng là hình ảnh chở quá số người quy định vẫn khá là phổ biến trên đường. Thực tế này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn trong lưu thông. Việc xe máy chở được bao nhiêu người thì an toàn, tiêu chí này đã được các nhà sản xuất xe tính toán và cân nhắc phù hợp. Theo đó, các thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật đã được thiết kế để bảo đảm độ an toàn với tối đa 2 người ngồi trên xe. Điều này được diễn giải một cách nôm na rằng, để cho tay lái xe máy không quá nặng, dễ dàng cho người điều khiển xe, nhà sản xuất đã xác định tỷ lệ phân bố trọng tâm của trục bánh xe trước luôn thấp hơn so với phần tải trọng phân bố lên trục bánh sau, với điều kiện trên xe có 2 người. Tỷ lệ này được tính toán đảm bảo an toàn ngay cả khi xe đang chạy với tốc độ cao. Khi tiêu chuẩn bị vi phạm, sự phân bố trọng tải cũng sẽ bị thay đổi theo. Lúc này trọng tải bánh sau trở nên quá nặng, dẫn đến tình trạng là bánh trước mất độ bám đường, khiến tay lái trở nên khó điều khiển hơn. Cái việc chúng ta chở quá nhiều người như vậy, thứ nhất là nó sẽ làm cho cái trọng lượng ở trên xe nó sẽ nặng hơn. Đấy, bởi vì là cái áp lực hơi trong bánh xe nó cũng chỉ có ở một cái mức độ nhất định thôi. Và nhà sản xuất người ta đã định lượng rồi, làm cho cái áp lực hơi trong bánh xe của chúng ta nó giảm xuống. Cái việc đó nó sẽ thiếu linh hoạt trong cái việc điều khiển xe. Thì cái việc chúng ta bẻ lái nó bao giờ nó cũng sẽ nặng hơn, khó hơn so với cái việc mà áp lực hơi nó ở trạng thái bình thường. Hành vi chở quá số người quy định đặc biệt nguy hiểm trong trường hợp xe chạy tốc độ cao hoặc trong trường hợp người điều khiển xe vượt một xe khác cùng chiều. Bởi vì khi đó lực của gió và lực quán tính giữa hai xe sẽ đẩy ngược vào người ngồi trên xe, càng dồn trọng lượng về phía sau nhiều hơn. Hậu quả là bánh trước có lúc gần như nhích khỏi mặt đường, khiến cho người điều khiển rơi vào tình trạng mất lái, không làm chủ được tình huống và tai nạn giao thông dễ dàng xảy ra. Để quý vị có thể hình dung rõ hơn về sự nguy hiểm khi chở quá số người quy định, mời quý vị theo dõi phần minh họa do anh Trần Văn Tài và anh Huỳnh Kim Minh Trí, nhân viên lái xe an toàn thuộc hệ thống Honda Hích Nghĩa thực hiện với sự tham gia của các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Phú Mỹ. Và mình sẽ nói đến một vấn đề, nó rất là thường xuyên mà mình thấy là thường xuyên mình gặp phải. Nhất là khi mà mình ra đi ngang qua những cái trường cấp 3 là chúng ta sẽ thấy là các bạn học sinh là chúng ta có tình trạng là kẹp 3 đúng không? Chạy xe mà chở kẹp 3 hoặc kẹp 4 thì nó sẽ nguy hiểm như thế nào? Rõ ràng là chúng ta đều thấy là luật pháp đều quy định là chúng ta chỉ được chở 2 người thôi đúng không? Đó, trường hợp có thêm một trẻ nhỏ dưới 7 tuổi. Đó, thì khi chở 2 thì bản thân ạ, bản thân chúng ta sẽ lên mẫu lên. Nếu chúng ta chở 2 người, bạn lên ngồi ạ, thì tư thế lái xe của anh Thành rất là thoải mái đúng không? Anh Thành lái xe với tư thế rất là đúng như 7 bước hồi nãy mà mình hướng dẫn cho các bạn, rất là thoải mái và dễ dàng điều khiển và an toàn, và cả người sau cũng rất là thoải mái đúng không? Tuy nhiên nếu chúng ta kẹp thêm một người thì như thế nào? Rõ ràng là cái tư thế của anh Thành đã bị thay đổi và anh không còn thể nào mà có cái tư thế mà ngồi thoải mái giống như ban đầu nữa. Đó. Và bắt đá bắt đầu khó chịu và điều khó điều khiển hơn rồi đúng không ạ? Rất là khó đánh lái. Mà nếu chúng ta là càng kẹp thêm một bạn vào phía sau này, khi mà chúng ta chở kẹp 4 như thế nào, trọng lượng của chiếc xe lúc này bây giờ đã bị thay đổi đúng không các bạn? Và mọi trọng lượng dồn ra phía sau mà anh Thành bị ép ra phía trước như thế này thì các bạn thấy sao ạ? Rõ ràng là càng khó điều khiển hơn đúng không? Rất là khó trong việc đánh lái và điều khiển. Rồi không may nếu như mà chúng ta gặp tình huống khẩn cấp mà chúng ta thắng đi thì các bạn thấy sao? Khi mà chúng ta thắng là tất cả trọng lượng của 4 bạn đều dồn ra phía trước như thế này, anh Thành không còn xử lý được nữa. Hoặc là nếu như mà chúng ta đang chạy như vậy, học sinh mà, chúng ta vừa đi xe về, chúng ta nhiều khi mà chúng ta còn đùa giỡn nữa thì không may mà chúng ta gặp một cái tình huống khẩn cấp nào đó, ví dụ chúng ta cán vào cục đá đi đúng không các bạn, thì rất là làm cho chúng ta mất thăng bằng. 4 người là mất thăng bằng cái xe của mình, là mình không thể nào lái được. Cho nên đây là những điều rất là nguy hiểm khi mà chúng ta lái xe mà chúng ta kẹp 3, kẹp 4. Thứ nhất là các bạn sẽ bị những chú cảnh sát giao thông
và kéo bạn và bị hại anh kiểm. Cái thứ hai là nguy hiểm cho đến tính mạng của chính bản thân của các bạn và nguy hiểm đến cho cả những cái người tham gia giao thông khác nữa, khi mà các bạn không may tạo nên cái sự nguy hiểm đến cho người ta. Thì mình khuyến khích là các bạn không nên chở kẹp 3, kẹp 4 khi mà chúng ta tan trường hay là đi xe máy chúng ta đi học nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một điều nguy hiểm nữa mà tôi thấy cần phải nói thêm là số người thương vong trong những vụ tai nạn giao thông có vi phạm chở quá số người quy định tất yếu cũng cao hơn những vụ tai nạn giao thông không có yếu tố vi phạm này. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, chúng ta hãy chấp hành đúng quy định về số người được phép chở. Và quý vị cũng nhớ nhé, chúng ta chỉ được phép chở quá số người quy định trong 3 trường hợp mà thôi. Một là chở người bệnh đi cấp cứu, hai là áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, ba là chở thêm một trẻ em dưới 14 tuổi. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 9 tháng 11. Sau một ngày trời nhiều mây, hôm nay thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khá quang mây, ban ngày trời nắng, nền nhiệt tăng trở lại, cao nhất từ 31 đến 33 độ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thời điểm trưa và chiều, một số khu vực như thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, huyện Đất Đỏ có nền nhiệt cao hơn 33 độ, khiến thời tiết oi bức. Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía Nam và đới gió Đông Bắc nên một vài nơi trong tỉnh có mưa rào và dông. Mưa dông có khả năng duy trì trong một vài ngày tới, sau đó sẽ giảm dần. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng có lúc có mưa rào và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 80%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đến nhiều mây, nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 85%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió Đông Bắc cấp 5, giật cấp 6, biển động. Thời tiết biển đang có mưa, kèm theo gió giật mạnh nên bà con ngư dân cần lưu ý. Tại Vũng Tàu ngày 9 tháng 11 năm 2018, mực nước cao nhất 400 cm xuất hiện lúc 15 giờ, thấp nhất 110 cm xuất hiện lúc 8 giờ 45 phút. Hy vọng những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị chủ động hơn trong công việc của ngày hôm nay. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Và không quên chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự sau.